Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Rosa Rito. Trong video này, hãy cùng Rosa Rito điểm qua 7 lỗi sai khi trang điểm mà rất nhiều chị em phụ nữ mắc phải nhé. Lỗi sai đầu tiên đó là chọn màu nền foundation không phù hợp với màu da, đánh lớp nền quá dày hoặc quá mỏng, không đủ độ che phủ cho da mặt. Thông thường các chị em có thói quen dùng bông mút miết lớp nền thay vì dặm đều. Điều này sẽ làm lớp nền bị trôi theo bông mút, dẫn đến tình trạng màu da loang lổ. Và chúng ta sẽ có suy nghĩ là chỗ nền nằm mỏng thì bổ sung vào vị trí đó, khiến cho lớp nền không đều và bị vón cục. Lớp nền xấu sẽ làm lộ nhiều khuyết điểm của da. Việc chọn màu nền phù hợp với da rất quan trọng. Lớp nền đẹp sẽ che được các khuyết điểm trên da mặt và làm cho làn da mịn màng, rạng rỡ. Bạn nên dùng cọ tán nền, sau đó dùng mút dặm đều khắp mặt cho đến khi lớp nền tệp hẳn vào da. Làm cách này, lớp nền sẽ bám chặt vào da mặt và lâu trôi hơn. Nhiều chị em thường nghĩ dặm càng nhiều phấn phủ sẽ kiềm dầu càng tốt, nhưng việc phủ lớp phấn quá dày sẽ tạo cảm giác nặng mặt và gương mặt trở nên trắng bệch, mất cân đối với các vùng da khác trên cơ thể. Các bạn nên đi cọ lướt nhẹ trên mặt để phủ lớp phấn thật mỏng. Chú ý phủ kỹ ở phần đổ nhiều dầu như vùng chữ T nha. Và chú ý phủ kỹ ở phần cổ. Chọn màu che khuyết điểm cũng quan trọng không kém. Nếu chọn màu che khuyết điểm không phù hợp với màu kem nền sẽ phản tác dụng đấy nhé. Các bạn nhất định phải nhớ kỹ lại, chọn màu che khuyết điểm phải tệp với màu kem nền. Khi che khuyết điểm cần tán đều ra xung quanh để vùng da trông tự nhiên hơn. Một sai lầm khác nhất định phải kể đến và quan trọng cực kỳ luôn, đó chính là kẻ chân mày. Sẽ có nhiều bạn suy nghĩ là kẻ chân mày phải đậm, phải dài thì mới đẹp. Sai lầm hoàn toàn nha các bạn ơi, bởi việc này sẽ làm xấu ngũ quan trên khuôn mặt của chúng ta đó. Khi kẻ chân mày, bạn nên dùng đầu cọ chải đều để định hình khung chân mày và kẻ theo khung chân mày sẵn có. Để trông tự nhiên hơn, nhớ vẩy nhẹ đầu chân mày nhé. Nhớ là tránh kẻ đậm phần đầu chân mày vì nhìn sẽ rất già và dữ đó. Màu mắt nếu phối không phù hợp và tô quá đậm sẽ làm cho đôi mắt trông rất lố bịch và mất điểm siêu lớn luôn đó. Chọn màu sáng làm màu nền cho mắt. Sau đó dùng màu trung tính tán từ phần đầu đến đuôi mắt. Không nên kẻ phía trên mí mà quên mí mắt trong đâu nha. Điều này sẽ tạo ra khoảng trắng gây thiếu tự nhiên cho mắt khi chuốt mascara. Ngoài ra chị em hay mắc phải lỗi kẻ đuôi mắt quá dài làm cho đôi mắt kém hài hòa với khuôn mặt đó. Không nên kẻ phía trên mí mà quên mí mắt trong đâu nha. Điều này sẽ tạo ra khoảng trắng gây thiếu tự nhiên cho mắt khi chuốt mascara. Nhớ kẻ cả mí mắt trong và kẻ ở sát chân mi. Sau đó thì kẻ đuôi mắt vừa đủ, không nên quá dài. Cuối cùng, chọn màu tối hơn để nhấn phần đuôi mắt cho quyến rũ hơn nè. Các bạn nhớ tán đều phấn để tránh tạo đường phân cách giữa các màu với nhau nha. Nhiều chị em nghĩ rằng bấm mi càng mạnh tay thì mi sẽ càng cong. Tuy nhiên điều này sẽ làm cho mi bị gãy, rụng và yếu đi. Vấn đề tiếp theo là chuốt mascara một đường thẳng từ gốc đến ngọn mi sẽ khiến mascara bị vón cục và không đều màu. Chúng ta nên bấm mi theo hình chữ C, bấm đều từ chân đến ngọn mi. Đừng quên bấm cả phần đuôi và đầu mi nha. Muốn mi được cong đều và tơi hơn, nhớ chuốt mascara theo đường xích sắc nhé.
Tô má hồng nó dễ không dễ, mà khó thì không khó. Như bạn không kiểm soát được lượng phấn khi tô lên má, dẫn đến việc màu má hồng đậm ơi là đậm, trông rất là buồn cười luôn đó. Ngoài ra, việc xác định sai vị trí má hồng như đánh gần mũi nè, đánh xếch lên phía thái dương, đánh hết cả má, vô tình làm cho đôi má vốn dĩ nên tạo điểm nhấn cho cả khuôn mặt lại thành điểm trừ rõ to luôn đó. Khi đánh má hồng, chúng ta nên cười mỉm để xác định vị trí, dặm nhẹ một lớp mỏng rồi kiểm tra. Nếu chưa hài lòng thì dặm thêm lớp nữa nha. Đánh khối quá đậm sẽ gây mất tự nhiên cho khuôn mặt. Nhiều bạn quét nhiều phấn khối để khuôn mặt nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu đánh phấn khối quá đà sẽ làm khuôn mặt trông hốc hác và thiếu sức sống. Nên hiểu rõ khuôn mặt của mình, đánh khối phù hợp theo đường nét khuôn mặt. Bạn nên quét nhẹ từ dưới cổ lên quai hàm và đánh cả ở đường chân tóc để có sự chuyển giao màu từ tối qua sáng, từ màu da cổ lên da mặt nha. Điểm trừ lớn nhất là chọn màu son không phù hợp với layout. Ngoài ra, đường viền môi bị răng cưa, không rõ nét sẽ làm đôi môi bị kém duyên hơn đó. Ấy chà chà, nhìn xem đúng là sai nhiều ly thì đi nhiều dặm mà. Các bạn nhìn thì chắc đã tự có sự so sánh cho riêng mình rồi đúng không? Dùng cọ đánh màu son sẽ giúp màu son đều hơn và môi của bạn trông thật tự nhiên nha. Các bạn hãy nhớ những lưu ý trên để luôn xinh đẹp và tự tin trong mọi khoảnh khắc nha. Nếu thích video này thì đừng quên tặng ekip một like và subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha.